Tư duy làm giàu khác biệt của người Do Thái. Một người Do Thái bước vào ngân hàng để vay vốn. Anh ta ngồi xuống, giám đốc quầy vay vốn hỏi: "Anh cần em giúp việc gì ạ?" Vị khách mặc vest sang trọng, mang giày cao cấp, đồng hồ đắt tiền và nói: "Tôi muốn vay một ít tiền." "Anh muốn vay bao nhiêu tiền?" Người Do Thái trả lời: $1. "Chỉ $1 thôi sao?" Giám đốc hỏi: "Đúng vậy, tôi chỉ vay $1, như vậy có được không?" "Dĩ nhiên là được, anh chỉ cần có tài sản bảo lãnh, vay nhiều hơn cũng không sao." "Được." Người Do Thái vừa nói vừa viết ra một đống cổ phiếu từ trong chiếc ví da xịn đặt trước bàn làm việc của giám đốc. "Tổng cộng là $500,000, đủ chứ?" Người Do Thái hỏi. "Đương nhiên là đủ, nhưng ngài thật sự muốn chỉ vay $1 thôi sao?" "Đúng vậy, lãi suất là 6% một năm. Sau một năm, ngài trả lại số tiền gốc thì chúng tôi sẽ trả lại số cổ phiếu này." Người Do Thái vừa chuẩn bị rời khỏi ngân hàng thì giám đốc ngân hàng đứng quan sát một hồi. Ông không hiểu vì sao một người có tới $500,000 lại đến ngân hàng chỉ để vay $1. Thấy vậy, ông liền tiến tới nhanh người Do Thái và hỏi: "Tôi thật sự không hiểu vì sao trong tay anh có tới $500,000 nhưng anh chỉ vay $1. Nếu anh muốn vay 300,000 hay 400,000 thì chúng tôi vẫn vui vẻ đáp ứng ạ." Người Do Thái đáp: "Xin lỗi ông, đừng lo lắng cho tôi. Chỉ vì trước đó tôi đã hỏi qua rất nhiều ngân hàng về chi phí thuê két bảo hiểm. Ở đó chi phí đều rất đắt. Do vậy, tôi nghĩ gửi số cổ phiếu này tại đây thì chi phí thực sự quá rẻ cho một năm, chỉ tốn 0,06 đô la Mỹ. Bài học rút ra: con vật hơn nhau ở sức mạnh cơ bắp, con người hơn nhau ở cái đầu. Anh chàng Do Thái kia chỉ mất 0,06 đô la Mỹ để gửi $500,000 ở ngân hàng thay vì thuê két bảo hiểm rất mắc tiền. Đây chính là điểm khác biệt trong cách suy nghĩ của người Do Thái.